đưa một dàn máy render với kinh phí hơn 30 củ. Cực thích mẫu case bể cá mới về nhà Infinity, linh kiện cách chỉ định đúng CPU AMD Ryzen 9 7900X với 12 nhân 24 luôn, thực sự là một bộ vi xử lý của người sáng tạo trong kinh phí 12 triệu hơn cho một mã CPU mang trong mình 12 lõi của Gen 4, sinh ra dành cho những công việc về mảng coding, AI, giả lập. Dung lượng bộ nhớ tối đa là 128GB, bộ mạch chủ đi cùng là X670 socket AM5, chọn lựa tản nước RAID 360 để làm mát với tông trắng nổi bật. Tản nước Thermalright Aqua Elite 360 vừa mang lại thẩm mỹ vừa làm tròn hiệu năng. Các linh kiện còn lại em được kê sơ qua cùng anh chị tham khảo. 32GB RAM bus 6000 DDR5 cùng hai ổ cứng SSD 1T và HDD 1T, nguồn lên cấu hình 750W, Vega lên vàng Colorful 4060Ti bản 16GB trắng muốt. Nếu nhu cầu công việc cần lấy về VRAM để xử lý thì anh chị chốt liền em này với giá bán 11.690.000 tặng kèm một chuột Moto Speed V400. Update xu hướng lên vàng ở tuần này là PC tông trắng.